Xin chào các bạn, mình là Cát đây. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái clip để báo giá nguyên liệu làm slab nha. Và clip sau sẽ là báo giá squishy nha các bạn. Thì đầu tiên là mình có xốp đây. Mình có từ tận 2 thùng xốp. Và đây chỉ là những cái xốp chiết ra nhỏ nhỏ thôi nha. Đây một bịch rất là bự luôn, bằng một cái tay của mình lận. Nhưng mà nó còn ngang bề dài và bề ngang cũng rất là bự đây. Nó phồng lên luôn các bạn. Thì mình có màu vàng nè, màu xanh dương, màu xanh lá, đủ màu. Đây, cái xốp này nó phồng lắm luôn đó nha, đủ màu nữa. Ngoài ra mình còn có xốp màu hồng nữa. Đây là xốp màu hồng nha, và xốp li ti. Ok, giá của mỗi bịch xốp bên mình có giá là 10.000 một bịch xốp nha các bạn. 10.000 một bịch xốp thôi, 10.000 một bịch xốp nha. Thì ok, 10.000 một bịch xốp có rất là nhiều mẫu luôn, các bạn có thể tự chọn màu nha. Các bạn mua hàng với mình có là nhắn tin qua số điện thoại 0120 761 4108 trên Zalo, hoặc là gọi điện, hoặc là nhắn tin bình thường cũng được. Tiếp tục là mình có mấy cái drum rất là xinh nha. Đây là đồ đựng drum. Thì drum mình chỉ còn có 1, 2, 3, 4 mẫu thôi, còn có tí xíu à. Thì mình có cái drum cupcake, bánh cupcake, drum con vịt, drum hoa hướng dương nhỏ, drum hoa hướng dương lớn nha. Thì cái jam này có giá là 5.000, cái giá là 3.000 nha. Cái này có giá là 4.000. Cái này cũng có giá là 4.000. Còn cái này là 6.000 nha các bạn. Có rất là nhiều mẫu luôn. Ok, tiếp theo thì mình có những cái này. Thì những cái này là bột rồi xốp được cái thứ. Đây, để mình zoom cho các bạn xem nha. Đây, thì mình có super clay nè. Super clay mình có màu vàng, màu xanh lá, màu hồng đậm, màu tím đậm, màu xanh dương nhạt nhạt, màu đỏ, màu cam nhạt hơn, và màu xanh lá, màu tím nhạt nhạt. Đây ha, có rất là nhiều màu luôn. Cái lẻ này thì mình cho các bạn chọn màu nha, tại vì mình thấy màu nào cũng đẹp hết nên mình cho các bạn chọn màu nha. Thì một màu có giá là, một cái super clay thế này có giá 5.000 nha các bạn. 5.000, shop là 10.000 một bịch, super clay là 5.000 nha các bạn. Tiếp theo là mình có bột đây. Đầu tiên là bột gold nè. Bột gold là nó có dung tích nhiều hơn những cái bột bình thường á, là khối lượng của nó nhiều hơn á, nên mình sẽ bán với giá là 8.000 một bịch bột nha. Còn đây là bột, đây là bột pearl nè. Bột pearl này thì có giá là 5.000 một bịch. Là bột bột ngọc trai, rồi bột baby, bột màu hồng có giá là 5.000 một bịch nha. Đây là bột matcha cũng 5.000 một bịch luôn nha các bạn. Chỉ có bột gold là 8.000 thôi, tại vì bột gold nhiều hơn những bột bình thường. Ok, thì tiếp theo đây, ôi chết, đây ha. Tiếp theo thì mình có những cái hàng này. Mình có đây, mình có là keo sữa một bịch ký như thế này có giá là 45.000 nha. Một ký keo sữa là 45.000. Còn một chai keo sữa như thế này nè, có giá là 25.000 nha. Rồi tiếp tục là mình còn có soft clay. Soft clay là có màu nâu nè, màu xanh dương nè, màu hồng nè, màu đỏ nè, và màu trắng nha.
Thì tay số này là hàng thật nha, để mình cho các bạn xem, chứ không phải là hàng giả đâu nha. Để mình lấy một cái tay số ra cho các bạn xem nhé. Tay số này hàng thật nha, đừng có ai bảo mình lấy hàng giả nha. Đây, hàng thật nha. Đây, hộp cũng là hộp thật luôn nha các bạn. À, mình có màu hồng nữa nha các bạn, màu hồng nữa nè. Màu hồng này thì hơi bị hiếm, mình chỉ có từng đó màu thôi nha. Thì một cái hộp như thế này có giá là 50, à 60.000. Một hộp như thế này có giá là 60.000, nhưng khi các bạn mua từ 5 hộp trở lên thì sẽ có giá là 55.000 nha, một hộp Daiso Clay. Tiếp tục là bột bột hơi dạng ký á, bột hơi dạng 100g, 550g á, thì mình sẽ báo giá sỉ. Các bạn nào inbox mình thì mình sẽ báo giá sỉ nha. Tiếp tục là kem cạo râu. Đây, kem cạo râu thì mình bán trong đây mình ghi 60 ngàn nhưng mình đang sale còn 50 nha các bạn, 50 ngàn một cái nha. Tiếp theo là mình có đây kim tuyến này thì có giá là 3.000 một một hộp nha. Kim tuyến này thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên. Tiếp tục là keo. Keo thì có giá là 20.000 một lốc như thế này. Đúng rồi, 20.000 một lốc như thế này nha. 20.000 một lốc. Đây, 20.000, à 15 18.000 một lốc thôi, mình nhầm, 18.000 một lốc thôi nha. Còn nếu mà các bạn mua keo mà chai như thế này nè thì sẽ có giá là 25.000 luôn nha. 25.000 luôn. Tiếp tục là mình bán. Đây, bán chai. Chai này có giá là 5.000 một chai nha. Có 8.000 hai chai. Ok, đây. Hàng mình rất là nhiều luôn nha các bạn. Các bạn có thể mua hàng bằng trên website nha. Trên website của mình, hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại nè, hoặc là nhắn tin qua các Zalo của mình cũng là số điện thoại luôn, hoặc là Facebook, hoặc là Instagram mình chưa tải nha. Hoặc là lên website mua hàng cũng được, nhưng mà website thì đăng hàng hơi lâu. À, và còn khi mà các bạn mua hàng sẽ được tặng quà nữa nha. Bạn nào mà mua hàng trên 200.000 là sẽ được tặng một cái bánh ngẫu nhiên, mình sẽ bốc thăm. Còn mua trên 500.000 là sẽ được tặng một em squishy ngẫu nhiên nha. Nên các bạn hãy ủng hộ mình nha. Tạm biệt.